Hello mọi người nhá. Ok. Chào anh em nhá. Lâu mà khoảng đến tuần nay mình không ra clip anh em ạ. Thì hôm nay là mình đang nghiên cứu là mấy vừa bận quá anh em thông cảm nhá. Đấy, gia đình có công việc. Chú ơi, thấy cháu nào. Đây, cả bao nhiêu luôn đó. Đây, đó. Nên là không ra được video anh em nhé, anh em thông cảm nhá. Hôm nay là mình đang nghiên cứu cái hệ thống mua sắt về để làm cái cửa ở khu vực kia anh em ạ. Để tức là chỗ mình hôm nay thời tiết nó thất thường quá, âm u suốt ngày anh em ạ. Nên là chiếu sáng này là con này mình sẽ xử lý hoàn kia một cái cửa kéo anh em nhé. Hai cây luôn chú, hai cây đi. À, mình sẽ xử lý một cái cửa ở khu vực này anh em ạ, ở bên hông một chiếc Bugatti này. Đấy, mấy hôm mà không quay clip cho anh em xem, anh em thông cảm cho mình với. Đấy. Chúng ta sẽ làm cái cửa ở khu vực này anh em nhé. Đây. Ngày xưa định vẽ tranh. Tranh graffiti anh em ạ. Và về sau tranh thì không thành không được thì làm cái cửa sổ này anh em ạ, để lấy ánh sáng tự nhiên nữa. Chứ ánh sáng nhân tạo này không đủ nhiệt anh em ạ. Đấy, mới ngày vừa rồi mình đang chỉnh sửa phần đuôi kìa. Mới cũng có thật là cũng gặp một số công việc anh em ạ. Nên là chú cháu phải tạm hoãn, anh em thông cảm giúp mình quá. Nhiều khi là làm cái đoạn này anh em ạ, cửa đun anh em ạ, của mỗi cửa sổ dài dài khoảng độ 2 mét hơn đoạn này. Phải làm hơn 2 mét. Đấy. Bây giờ mình đang set up một số công việc này anh em ạ, nên là hiện tại là mai mình sẽ tiếp tục hoàn thiện xe anh em nhé. Đây gần như cả bộ mâm. Vâng, bộ mâm lốp của nó bác ạ. Vừa mới xử lý lại khu vực này em nhé. Đây, đang hôm nay vừa đắp này em thấy nhựa đang chưa xử lý, đoạn này chưa thon lắm này thì chúng ta xử lý lại phần kia mình cũng đắp lên để nó bị gãy này. Đấy. Hay là mua nó chắc màng nhỉ? Dạ. Hay là mua nhỉ? Mua nhỉ? Chắc mua. Đang phải mua. Bán. Quăng hết ra lấy một cái bộ cục này thì đó. Xe 7 chỗ á, chỗ xe tai nạn rẻ nhỉ, đâm đụng ngập nước. Bán nên cần lấy mỗi hai bộ bánh và cái cầu đằng sau, cầu đằng trước. Cái bộ lái nó còn nguyên, nhít. Bây giờ còn không? Mình cũng bán, mỗi thằng tháo. Đúng rồi, nó tháo đồ ấy. Cái này mà có mình tháo một loạt nhỉ? Vâng. Mấy nó mình mua xe cũ mình tháo cả. Như vậy, nguồn con xe cũ về tháo đồ ra lấy đồ hơn là mình mua từng tí vậy. Đúng rồi, cái này mua phải đắt. Từ kia nó bán có mấy ăn. Đợt đấy mua có 10.000 một cân. Đúng rồi, ăn chắc vụn thôi. Cái tàu làm sao nó có mỗi năm chưa đầy 500 bạc. Đúng rồi. Đi về cái trước mình mua cái cầu bao tiền vụn nha. Nhưng mà cái cầu này cũng là cầu đắt ý, cầu mềm. Cầu mềm này cũng khác, cầu cứng nó rẻ. Cầu kia là cầu cứng vi sai. Còn cái cầu của mình cầu mềm nó cũng là cầu láp mềm, nó cũng là một cái đắt riêng ấy. Cầu láp nó phải đắt hơn chứ ạ. Anh em ạ, mình vừa sắm cái ghế anh em nhá. Ghế để làm Bugatti. Để nói vậy cho anh em hiểu là một chút. Coi chuẩn bị khui cho anh em xem luôn đi. Chú có khui cho anh em xem luôn chứ. Khui cái ghế cháu vừa lấy. Hôm qua hai cháu bận quá mấy hôm nay ấy. Không phải hôm qua anh em ạ. Đúng rồi, số ghế này chú ạ. Đây đi chú khui cho cháu ấy, cháu quay cho các bạn xem. Ghế làm Bugatti anh em ạ. Đấy, hay là bật điện lên nhỉ. Vâng, bác xem sáng chứ. Xem chán rồi mới xem này. Cái ghế xịn anh em ạ, cho anh em xem cái ghế.
Đấy anh em ạ, chiến cơ F1 đấy. Cái ghế này mình mua về để phục vụ công cuộc chế Bugatti anh, tí mình sẽ nói lý do anh em nhé. Một chiếc thôi anh em ạ. Rồi ghế xịn luôn anh em nhé. Ghế này mình mua là bao tiền nhỉ? 3 triệu mấy, 4 triệu hay sao? À 3 triệu. Nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại, quay vlog cho anh em xem nhé. Thì cùng như cái loa mà ấy. Nè, yeah. Chú cứ lấy đồ ra xong rồi cháu đặt máy quay chú với cháu lắp. Ghế này là mình là mua hơi đắt tiền chút anh em ạ. Ôi chân. Chân chân trắng à? Ghế trắng. Mình sẽ quay chi tiết bóc siêu ra anh em nhé. Trong tí nữa mình cái gì đó đồ chắc ốc lắp à, đúng rồi lắp. Đây hai cái phần quan trọng này, lưng này, lưng của nó đấy. Cái này tựa lưng nó không bị bí thì đấy, trong một cái đấy á, ngày trước kia mình dùng ghế gaming mình hiểu rồi. Nóng ghế gaming thì nó chỉ gọi là trend thôi chứ nó thực ra mà công dụng của nó thì không ăn thua. Ngồi nóng hả? À, không phải không ăn thua, cái ghế mình trên thị trường ghế rẻ tiền ấy thì nó không ăn thua. Còn nếu mà muốn ăn thua thì phải mua loại đắt tiền cơ. Còn cái gọi là ghế này là hợp lý nhất này. Nó thật sự là giải quyết những vấn đề. Anh em mình nói là làm Bugatti là cũng hợp lý thôi, tại vì là mình phục vụ cho công việc làm video anh em nhá, để gửi tới mọi người đấy, ngồi edit video hàng mấy tiếng đồng hồ ấy. Nên là mua cái ghế này ghế công thái học gì đấy thì sao ấy, nó sẽ cái phần này nó sẽ ôm vào lưng này. Lên xuống cái sao ấy. Thì nó sẽ đỡ bị đau lưng này. Ơi đẹp mà. Này cháu với chú sẽ lắp ráp vào nhỉ. Các bạn ạ, mình vừa set up thêm một cái ánh đèn bên cạnh này nhé. Đây. Ôi, nó sáng rồi. Bây giờ hai chú cháu sẽ gắn cái phần vào. Thì cái ghế là ghế cái gì đó, HBBR thì cũng mua trên trang chủ của ôi, cái gì lực này. Ô, cái lắp cái đầu tiên nhỉ. Phải lắp chân đầu tiên. Chân ở đây này. Đây, chúng ta sẽ có phần chân này. Chân ở đây đây. Ô, cái này thì đúng xe là làm sao đây. Ô, thì anh đang lên xuống mặt. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Through the highways and on.
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Đấy các bạn ạ, đây cái ghế mình vừa tự hai chú cháu lắp đặt xong nhé. Ghế này là ghế xịn đấy. Thì nó phục vụ công tác làm video rồi cho anh em xem cho nó ok nha bạn. Đấy. Chú thử ngã xem nào. Ngã không? Ngã là phải có cái bạn ở dưới cơ nhỉ. Thấp. Anh em ạ, ghế này ghế. Đây, cho anh em xem cái mác này nhé. Của thương hiệu H3A này. Nó có phần này đỡ lưng này, mình tìm hiểu rất nhiều bạn dùng cái ghế này rồi, các bạn nhiều bạn TikTok trên TikTok giới thiệu là dùng cái ghế như này thì nó sẽ đảm bảo ngồi nó sẽ thoải mái anh em ạ. Đấy chú test thử nào. Đấy anh em ạ, ghế giám đốc ấy ơi. Ra đường. Anh em ạ, cái phần đáy này gấp sai nhé. Cái này phải lắp lại này. Cái này phải phía trước cơ thì nó mới ngã ra sau được. Đấy, thôi, thông cảm nhá. Hôm nay mình chia sẻ với anh em vậy. Còn ngày mai mình sẽ tiếp tục vào công chuyện là chế tạo Bugatti Chiron. Anh em nhá. Hôm vừa rồi bận quá nhưng thông cảm giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là một cũng như là một lời thông báo mọi người là mình chuẩn bị tiếp tục cái công việc anh em nhá. Bạn người hẹn mình clip tiếp theo. Đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bình luận ý kiến của ông các bạn nhé, ba người. Đấy, cái này ngã rồi em nhé. Xịn luôn. Cái công trái học hay sao? Anh thấy ghi vậy các bạn.